Khép lại thành công của chương trình Bóng đá Việt Kiệt tác số được tổ chức vào tháng 9 vừa qua, Quỹ thiện tâm All Media đã tổ chức công bố và thảo luận phương án sử dụng số tiền thu được từ hoạt động thiện nguyện trong khuôn khổ chương trình. Theo Quỹ thiện tâm All Media, tổng số tiền hơn 1 tỷ 570 triệu đồng quyên góp được từ hai nguồn chính, số tiền trúng đấu giá từ 3 vật phẩm thể thao và khoản đóng góp của các mạnh thường quân nhà hảo tâm, cũng như doanh thu bán vé từ trận đấu bóng đá Hào Quang trở lại. Các bên tham dự đã thảo luận chi tiết về cách thức thực hiện việc phân bổ số tiền từ thiện. Sau cuộc họp mà hôm nay thì chúng tôi đã minh bạch về số tiền với các rất nhiều đơn vị và những mạnh thường quân. Thì trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ cùng với những mạnh thường quân trao tận tay cái số tiền này đến với những cái hoàn cảnh khó khăn của các cầu tuyển thủ, cùng với những hoàn cảnh khó khăn của các trẻ em đã thiệt hại trong vụ hỏa hoạn vừa qua. Số tiền từ thiện sẽ được sử dụng để hỗ trợ các cựu cầu thủ và cầu thủ bóng đá khó khăn cùng với gia đình, đồng thời trích một phần để hỗ trợ cho các gia đình có trẻ em chịu ảnh hưởng bởi vụ cháy chung cư mini ở khu phố Khương Hạ, Hà Nội.